kỷ niệm chuyến đi đu idol của Bình Nè tại Thái Lan. Xin chào mọi người nha, Bình Nè đây. Mấy ngày vừa qua thì mình có một chuyến công tác tới Thái Lan và thật là trùng hợp vì trong những ngày này thì hai đội bóng nổi tiếng là Man United và Liverpool cũng đang có mặt tại Bangkok cho chuyến du đấu mùa hè của họ. Nên mặc dù không phải là fan của hai đội này ha, nhưng mình vẫn quyết tâm đi đu idol một bữa. Tại cũng gần á, với lại đêm nào mình cũng đi bộ hết trơn à, cho nên đêm nay mình sẽ đi bộ qua khách sạn của đội Liverpool. Ôi, đây rồi các bạn ơi, đây rồi. Trời đất ơi, có ai làm rớt 20 bạch nè, mừng ghê luôn á trời. Nó chơi xíu thôi chứ tôi tới nơi nè các bạn. Lúc mới tới thì mình cũng bị kiểu bất ngờ á, vì khách sạn nó vắng tanh à. Hỏi ra thì mới biết là đội đang không có ở đây ha. Khoảng tiếng nữa mới về. Nghe tới đây cái tự nhiên thấy mông lung ghê. Ông này cũng mông lung theo. Chỉ có mình cha này là lạc quan nè. Mà giờ chắc cũng mông lung mẹ rồi. Who's your favorite players, Manchester of your Manchester United? Who's your favorite? Maguire? No. Nói thiệt là ban đầu mình cũng định về rồi, nhưng mà giao lưu với mọi người ở đây mình cảm thấy rất là vui á. Mọi người thì đến từ nhiều nước khác nhau nha, chứ không riêng gì Thái Lan đâu. Ví dụ như cái chú mới nãy mình nói chuyện là người Indo, rồi lát sau là mình còn nói chuyện với mấy bạn người Myanmar với lại Nhật Bản nữa. Đứng ở đây mình cảm nhận rất rõ là bóng đá kết nối mọi người á. Không chỉ là người đến từ nhiều quốc gia nha, mà còn là nhiều lứa tuổi nữa. Ví dụ như chú Vô này nè, sinh năm 62 và hâm mộ đội Liverpool từ năm 81 tới giờ luôn á. Hay mà kể ra là nãy giờ đợi cũng hơn tiếng rồi. Xe của đội á thì không thấy đâu, mà tàu trên cao này là mấy chuyến rồi đó. Đứng dưới đất đợi, rồi đứng trên cao đợi nữa, đủ hết trơn luôn ha. Mỗi lần thấy ông security này ra rọi đèn là mỗi lần hy vọng nè, rồi cái hy vọng cả chục lần xong cái thất vọng đủ chục lần. Và sau tất cả thì cuối cùng mình cũng được nhìn thấy anh cảnh sát nè. Ủa lộn, mình cũng được nhìn thấy xe của đội Liverpool rồi các bạn ơi. Nói thiệt thì mình không phải fan của đội Liverpool mà đoạn này mình cũng nổi da gà cục luôn á. Rồi khán giả xung quanh chiếc xe lúc này á, người ta đồng thanh hát bài You Never Walk Alone tạo ra một bầu không khí rất là tuyệt vời. Giờ coi lại mấy cái thước phim này thôi còn nổi da gà nữa, huống chi lúc đó. Trời đất ơi, nói chung khó diễn tả lắm các bạn à. Thôi bây giờ không có nói gì nữa, mấy bạn coi cái mình đã quay được những ai này nha. Một cái điều mình rất là ấn tượng ở đây á, là các bạn fan đều rất là trật tự ha. Không có ùn lên rồi chen lấn rồi xô đẩy gì trơn á. Mấy người mà chuyên đi đu idol á, họ có nói với mình là một lát nữa các cầu thủ sẽ xuống để ký cho người hâm mộ. Nên là họ vẫn nán lại đợi, và trong lúc chờ đợi á, thì họ tranh thủ chụp hình với cái xe của đội nè. Còn về phần mình thì như đã nói từ đầu á, mình không phải là fan của đội Liverpool ha. Cho nên là mình cũng không có chờ đợi hay là chụp hình với cái xe gì trơn á. Nhưng mà dù sao thì mình cũng đã có một trải nghiệm rất là thú vị và đáng nhớ rồi.